thưa toàn thể nhân dân trong phường. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả đảng bộ và nhân dân trong phường đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 75 năm ngày thành lập đảng bộ phường Quảng Phú 20 tháng 10 năm 1948, 20 tháng 10 năm 2023. Hòa chung trong niềm vui đó, tối hôm nay 16 tháng 10 năm 2023, tại Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao phường nhà, Ban chấp hành Đảng bộ phường Quảng Phú long trọng tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng 75 năm ngày thành lập Đảng bộ phường. Đây là một trong những hoạt động mang tính sâu rộng và thiết thực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong phường, đồng thời cũng là dịp tốt nhất để mọi người dân chúng ta được sum vầy, quy tụ bên nhau, mang những lời ca tiếng hát, những vần thơ điệu múa để chào mừng dâng lên đảng kính yêu người lãnh đạo sáng suốt, người bạn kiên trung, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, về dự chương trình liên hoan văn nghệ hôm nay, chúng ta rất vui mừng và nhiệt liệt chào đón các quý vị đại biểu khách quý. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Ngọc Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng phó các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, các phóng viên báo đài của Trung tâm Văn hóa thành phố Thanh Hóa, các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ và nhân dân trong phường. Đặc biệt không thể thiếu trong chương trình liên hoan văn nghệ hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các hạt nhân, các đội văn nghệ trong toàn phường đã có mặt đông đủ để biểu diễn và cổ vũ cho chương trình của chúng ta hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Ngô Thọ Hiệp, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường lên khai mạc. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý khán giả, và chúng trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn đảng bộ và nhân dân trong phường đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng hướng về kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng bộ phường ngày 20 tháng 10 năm 1948, 20 tháng 10 năm 2023, và hoàn thành các nội các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh năm 2023. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Công an, Ban Chấp hành Đảng bộ phường long trọng tổ chức liên hoan văn nghệ với chủ đề dân đảng kính yêu. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ phường Quảng Phú ngày 20 tháng 10 năm 1948, 20 tháng 10 năm 2023. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban tổ chức liên hoan văn nghệ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các khán giả lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt, chúc đêm liên hoan giao lưu văn nghệ thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, hoạt động văn hóa văn nghệ là món quà tinh thần của mỗi người chúng ta, là bộ phận khăng khít hòa quyện với cách mạng Việt Nam, có nhiệm vụ phục vụ các mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt
nghiệp trong giai đoạn hiện nay, văn hóa, văn nghệ càng thể hiện rõ được tầm quan trọng của mình. Văn hóa, văn nghệ góp phần ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy kinh tế phát triển, cải tạo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Với vai trò vị trí và chức năng to lớn như vậy, văn hóa, văn nghệ mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Xin thưa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò văn hóa, văn nghệ đối với công tác tư tưởng. Văn hóa, văn nghệ có ảnh hưởng to lớn đến tư tưởng của con người. Hoạt động văn hóa, văn nghệ được xem là binh chủng đặc biệt, có sức mạnh độc đáo với cách thức riêng. Bằng các sản phẩm văn hóa, văn nghệ có khả năng tác động đến tâm hồn, tình cảm, cảm xúc của con người, trực tiếp nuôi dưỡng, đào tạo con người mới, nhân cách kiểu mới với những phẩm chất cao đẹp, phát triển toàn diện về trí, đức, thể, mỹ. Chính vì vậy, người thường xuyên quan tâm đến bồi dưỡng lý tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa văn hóa, văn nghệ đi sâu vào quần chúng, tác động như một sức mạnh vật chất, biến đổi, phong hóa, cải tạo con người. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ phường Quảng Phú luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cùng với cả nước tiến hành thắng lợi các công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường.